Chào mọi người, tên tôi là Nguyễn Duy Nam. Tôi đang làm việc tại nhà thuốc Hồng Lam thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thông qua cái video này thì tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái vấn đề viêm mũi, viêm xoang và cách khắc phục. Thì như chúng ta cũng đã biết thì đất nước của chúng ta có một cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Mùa hè thì rất là nóng và điều hòa là một trong những cái điều mà không thể thiếu được, nên là xảy ra hiện tượng mũi bị khô này, hanh, rát, rất là khó chịu. Mùa thu thì là mùa của mưa, ẩm ướt, xoang mũi rất là dễ bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết như thế này, gây nên hiện tượng hắt hơi, sổ mũi. Ngoài ra còn rất là nhiều cái nguyên nhân khác để gây ra những cái biểu hiện về bệnh về mũi, như là dị ứng phấn hoa này, dị ứng lông chó mèo vật nuôi, khói bụi, vân vân. Vậy nên giải quyết những cái tình trạng nêu trên thì công ty Nhân Hưng đã phân phối sản phẩm Oa Chung Spray. Dung dịch xịt mũi mới này có tác dụng như là giảm triệu chứng viêm mũi, viêm xoang, ngứa mũi, ngạt mũi, sụt xịt, hắt hơi, chảy nước mũi, thúc đẩy phục hồi và tái tạo niêm mạc mũi, xoang, làm sạch khoang mũi, giúp thông thoáng, dễ thở. Đối tượng sử dụng an toàn của sản phẩm này là người lớn và trẻ từ 6 tháng tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú đều có thể sử dụng được. Cách dùng lọ xịt Oa Chung Spray như sau. Bước 1 thì chúng ta sẽ xịt sản phẩm 3 liều xịt mỗi bên mũi để vệ sinh khoang mũi và xì nhẹ loại bỏ dịch mũi trước khi làm, hoặc rửa mũi bằng nước muối sinh lý trước bước 2 để đảm bảo cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Bước 2 thì xịt sản phẩm 2 liều xịt mỗi bên mũi và hít nhẹ, ngày dùng 3 đến 4 lần. Và qua video này thì tôi hy vọng rằng sản phẩm này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân viêm mũi, viêm xoang mãn tính. Tôi xin cảm ơn.